bắt được con cá kỳ lạ vàng như quả chuối chín, dài gần 3 mét. Một cầu thủ chuyên nghiệp ở Hà Lan vừa câu được con cá có ngoại hình kỳ lạ với toàn thân phủ màu vàng rực rỡ như quả chuối. Trên trang cá nhân, Martin Glad, một cầu thủ chuyên nghiệp ở Hà Lan vừa khoe thành quả mới nhất của mình, đó là một con cá có màu vàng óng, không giống với bất kỳ giống loài nào khác. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con cá da trơn nào như vậy trước đây. Thú thật, lúc đầu tôi khá choáng váng khi nhìn thấy nó. Glad chia sẻ, theo Life Science, con cá đặc biệt thuộc loài cá da trơn Hopper, tên khoa học là Silurus glanis, thường sinh sống trong các hồ nước và sông dọc khắp châu Âu. Chúng nổi tiếng với kích thước khổng lồ khi có thể dài tới gần 3 mét, nặng gần 130kg đối với những con trưởng thành, theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA. Tuy nhiên, hiếm khi cá da trơn Whopper có màu vàng bắt mắt như sinh vật mà Glad bắt được. Theo NOAA, hầu hết cá da trơn đều có thân màu xanh lục sẫm, đen với một số ít cá thể với đốm vàng rải rác. Về trường hợp của chú cá này, các nhà khoa học phỏng đoán có khả năng nó bị mắc hội chứng bạch thể, Leucism, một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp gây giảm sắc tố ở da và lông. Khác với chứng bạch tạng, chứng bạch thể không ảnh hưởng tới mắt của con vật. Leucism từng được quan sát thấy ở một số loài động vật có vú, bò sát, chim và cá, dẫn đến những trường hợp ngoại lệ như chim cánh cụt màu vàng hay cá voi sát thủ màu trắng. Dù sở hữu ngoại hình bắt mắt và độc đáo, động vật bạch thể lại gặp bất lợi trong môi trường tự nhiên do cơ thể sáng màu, chúng dễ bị động vật săn mồi phát hiện hơn so với đồng loại bình thường. Con cá nheo màu vàng chanh dường như sống sót an toàn tới khi trưởng thành và có thể đạt kích cỡ lớn hơn nữa. Được biết, sau khi chụp một vài tấm ảnh làm kỷ niệm, Glad đã thả nó trở lại với tự nhiên.